Cái tiệm nước mắm làm phép. Tác giả Hai Hùng Sài Gòn. Đã lâu lắm rồi, nhưng cái tiệm đựng nước mắm thân thương của ngày xưa không còn được ai trong chúng ta nhìn thấy nữa. Những người được sinh ra từ thập niên 60 trở về trước mới biết và có xài qua cái tiệm này. Nói về nguồn gốc xuất xứ của loại tiệm nước mắm, theo các ông bà lớn tuổi kể lại, nó có nguồn gốc từ vùng đất Phan Thiết. Vùng đất này đã làm ra các loại nước mắm ngon bán đi khắp các tỉnh ở miền Nam. Nước mắm nơi đây được ủ chụp trong những thùng gỗ lớn bởi những con cá cơm tươi rói ngoài biển đem về. Họ pha với tỷ lệ muối hột một cách hài hòa theo công thức gia truyền, cho ra lò những tiệm nước mắm thơm ngon nức mũi. Để tiện lợi cho vận chuyển nước mắm bán đi các nơi, các nhà sản xuất xài cái tiệm bằng đất nung được tráng men bên trong. Mỗi tiệm được án chừng 5 lít nước mắm. Khi thời gian ủ chụp đã hoàn thành, lúc này họ chiết nước mắm ra cái tiệm để tiện lợi cho vận chuyển và buôn bán. Nắp đậy của cái tiệm cũng bằng đất nung. Họ nặn ra cái nắp có dạng hình tròn dẹp dẹp vừa khít miệng của cái tiệm. Sau đó họ lấy hỗn hợp vôi để niêm phong cái nắp lại cho kín. Sau đó dán miếng giấy vuông vuông có in tên của nhà sản xuất. Bên ngoài cái tiệm nước mắm, họ quét một lớp vôi trắng dày, có pha với a dao để lớp vôi bám chặt vô bên ngoài cái tiệm. Họ dùng dây lá buông đan lại thành cái quai sách cái tiệm chắc chắn cho dễ khiêng đi. Mua cái tiệm này về nhà xong, khi muốn xài thì ta cứ lấy sống lưng con dao phay gõ nhẹ chung quanh cái nắp. Vôi trắng nắp sẽ nứt ra, dĩ nhiên có một ít bụi vôi nhuyễn rơi vô nước mắm bên trong nhưng không có hại gì. Khi ta dở cái nắp tiệm nước mắm thì mùi thơm ngào ngạt bay ra thơm lừng. Lúc này lấy cái vá nhỏ thọc vô, múc ra một ít vô chén. Các bạn chỉ cần bới một tô cơm nóng, chan lên đó một ít nước mỡ heo, rồi rưới ít nước mắm vô tô cơm trộn đều lên. Đơn giản chỉ có vậy mà tô cơm đó mấy đứa con nít con nhà nghèo ngày xưa ăn một cách ngon lành. Tôi nói sơ về cái tiệm để cho bà con mình nhớ lại, cho thế hệ sanh sau này biết lịch sử của cái tiệm nước mắm như thế nào. Bởi vì hồi đó chưa xài bình ni lông và chai thủy tinh như bây giờ. Nãy giờ nói về nước mắm, nhưng cái chính là tôi sẽ kể câu chuyện về cái tiệm nước mắm làm phép của bà Mười, một người trong xóm của tôi ngày xưa. Xóm tôi ngày đó là xóm lao động nghèo. Nhà bà Mười ngày xưa thuộc hàng khá giả, vì chỉ cần nhìn vô căn nhà của bà cũng đủ biết. Nhà bà thuộc loại nhà xây kiểu thời Pháp thuộc. Kiến trúc căn nhà cũng đơn giản, nhưng tường nhà được xây dày 20. Bề dày của viên gạch thẻ nằm ngang. Bên ngoài được tráng bằng lớp vôi vữa trộn với hỗn hợp ô dước, rất chắc chắn và được quét vôi màu vàng đất. Năm Tết Mậu Thân năm 1968, bà con trong xóm thường chạy qua nhà bà Mười trú ẩn để tránh lạc đạn khi chiến tranh lan tỏa đến đây. Vì tường nhà bà rất dày, đã vậy bà còn lấy bộ ván gỗ muôn dày hơn 10 phân làm nóc hầm trảng xê, nên mọi người thấy rất an toàn. Bà Mười vào những năm này đã lớn tuổi lắm rồi, với dáng người nhỏ nhắn, hay nhai trầu với đôi môi móng mém. Bà Mười tánh cũng khó dàn trời. Suốt ngày tôi thấy bà cứ quanh quẩn ngoài vườn để làm cỏ, trồng cây, chăm sóc những ngôi cổ mộ bằng đá ong. Một hôm nọ trời nắng chang chang, tôi thấy bà ngồi nghỉ mệt và uống nước dưới gốc cây khế cổ thụ trong vườn. Tôi với thằng Thành, con ông chính taxi, lân la đến nói chuyện với bà. Vừa cầm cái nón lá phe phẩy quạt mát, bà thấy hai đứa tôi vừa trở tới, bà liền hỏi: "Chèn ơi, cũng hai đứa bay nữa hả? Lọ mọ vô đây hôm nay tính hái trái gì nữa vậy? Hôm qua mấy cây ổi sẻ trái chín oằng cây, đứa nào vô hái thiếu điều hết ráo, bày nói tao nghe coi." Nghe bà Mười truy vấn, tôi với thằng Thành tái mặt, tưởng bà đã biết đạo chích là ai rồi. Thành lật đật khai luôn: "Tại tụi con thấy ổi chín nhiều quá bà Mười ơi, tụi con không hái thì mấy con chim con sóc nó cũng ăn hết." Bà Mười nghe vậy, bà la nó liền: "Bày nói giả ngộ ghê, con chim con sóc nó ăn thì theo lẽ tự nhiên của trời đất. Hơn nữa nó không biết tiếng người,
Còn bay muốn hái thì vô nhà hỏi bà Mười một tiếng thì bà đâu có tiếc rẻ gì. Bay từ tiện vô vườn hái vậy, bà không vui chút nào. Biết mình làm phiền lòng bà Mười, hai đứa tôi xin hứa lần sau không dám làm vậy nữa. Chưa hết bực dọc, bà Mười hỏi vặn lại. Bà Mười hỏi thiệt, hai đứa bay hôm nay vô vườn tính đại náo gì nữa? Đâu nói thiệt một bữa bà nghe coi. Cái thằng Quỷ Thành thay vì trả lời cho bà Mười, nó lại đưa mắt ngó lên nhánh cây khế với gương mặt thèm thuồng. Những chùm khế ngọt của bà Mười nó chín vàng ươm đang đông đưa trước gió. Bà Mười đoán ra ý định của hai thằng tôi, bà nói. Thì ra hai đứa đang rình rập mấy chùm khế chứ gì. Bữa kia thằng Năm, chú Năm con bà, hái cho bay cả rổ rồi. Ăn chưa đã họng hả bay? Đợt khế này cô ba Huê lò bánh ú dặn rồi, để cô hái về sên mứt bán Tết, chờ đời sau nó chín rồi bà cho bay mặc sức mà hái. Nghe bà Mười nói vậy, không hiểu tại sao gói muối ớt đang guồng trong lưng quần tà lỏng của thằng Thành rớt xuống đất. Bà Mười thấy vậy, bà cười ngất rồi nói, chà chả, đi hái trộm khế mà còn chuẩn bị sẵn muối ớt để chấm nữa hả hai ông con? Kiểu này tao mét chú Chính với chú Năm mới được. Nghe bà Mười hăm mét tía của mình, tôi với thằng Thành sợ tái mặt. Vì hai ông già tía này, ông nào cũng có cây roi dắt trong vách lá ở nhà. Nếu biết tụi tôi làm điều sằng bậy, thế nào cũng được ăn bánh tét nhúng mây ê cả đích. Thấy diện mạo thất thần của hai thằng tôi, bà Mười nói, tao mới hù bay chút xíu, mà bay sợ giữ thần ôn vậy hả? Mời mốt đừng phá phách nữa nghe hai ông con, thôi về đi. Hai đứa cảm ơn bà rối rít, không chậm trễ giây nào. Hai đứa tôi nhanh chóng chạy ra khỏi khu vườn của bà Mười tức thì. Đã nhiều hôm trôi qua, khi cả đám tụi tôi cùng chơi đùa trước sân nhà bà Mười, tuyệt nhiên tụi tôi không thấy bà Mười xuất hiện xua đuổi như mọi lần. Thắc mắc trong lòng, nên khi gặp chú Năm đi uống rượu mới về, tôi chần chú lại hỏi thăm. Chú Năm ơi, bà Mười đi đâu mấy bữa nay tụi con không gặp? Với cái giọng lè nhè do say rượu, chú Năm nhướng mắt lên hỏi. Bay là thằng Phương con anh Năm phải không? Bà Mười bệnh mấy bữa rồi, nằm trong nhà kia chứ đâu. Mà mấy đứa nè, chịu khó xích ra gần đồng mã mặc sức chơi, để yên tĩnh cho bà Mười nghỉ ngơi tụi con. Chừng nào bà Mười khỏe tụi con vô đây chơi nha. Mấy đứa bạn tôi đồng thanh, dạ, tụi con nghe lời chú Năm. Thấy đám con nít trong xóm dễ thương, chú lấy tay cản lại trước khi tụi tôi cùng nhau đi ra phía đồng mã. Chú nói, vậy phải dễ thương không? Chú thổi một bản nhạc tặng cho mấy đứa nè, nghe xong rồi hẳn đi. Nói xong chú rút trong lưng quần cây kèn harmonica đưa lên miệng. Chú bắt đầu thổi bản Cầu Song Quai, nghe mê ly vô cùng. Chú vừa thổi kèn, tay vừa biểu diễn bấm các cục kèn cho ra những âm thanh thật lạnh lót và kiêu hùng. Hết bản nhạc đó, hình như hứng chí, chú tặng thêm bài nữa, Tình Anh Lính Chiến, nghe cũng oai hùng không kém. Khi chú vừa dứt tiếng kèn thì cả đám bạn tôi vỗ tay tán thưởng rần rần. Chú Năm hoảng vía vì thấy đám nhỏ vỗ tay lớn quá có thể làm kinh động đến bà Mười. Chú Năm ra hiệu cho tụi tôi mau chóng giải tán để trả lại sự yên tĩnh cho bà Mười dưỡng bệnh. Dạo ấy trò chơi của con nít cũng đa dạng lắm rồi, nào là tạc hình. Những hình ảnh được in trong tấm giấy khá dày, đủ thứ hình ảnh như Zorro, Batman, hoặc hình ảnh chim chóc, cây cảnh hoặc cao bồi. Một tờ giấy cỡ A4 như bây giờ cắt ra được khoảng 24 tấm hình đều nhau, rồi bó lại từng cọc để dành chơi với nhau. Ví dụ như vít hình cho tờ ngửa chồng lên tờ nằm sấp là ăn, rồi tạc hình cùng nhau đậu vô bao nhiêu tấm. Rồi chồng vô một cọc, bỏ chính giữa cái vòng hình vuông được vẽ dưới đất hoặc nền xi măng. Cách đó chừng 10 bước chân, có kẻ một đường làm cái vạch. Đứng ngay chỗ mức này, dùng chiếc dép cao su tạc vô đống hình kia. Ai tạc được nhiều hình ra ngoài thì được hưởng phần đó. Mấy tay xì thẩu ở chợ lớn ngày xưa cũng nhanh nhẹn với thị trường đồ chơi cho con nít lắm. Để có lợi nhuận, họ liên tục ra những mẫu mã đồ chơi.
Lần nọ họ ra làm những hình người, hình thú bằng nhựa, màu sắc rất đẹp, khiến đám tụi tôi cũng thích thú vô cùng. Có hôm chơi thua hết cả bọc hình, đựng trong bịch ni lông dắt vô lưng quần. Tôi và vài đứa phải ngồi ngoài coi chúng bạn chơi mà lòng buồn vô hạn. Mỗi bữa đi học được 2-3 cắt bạc, phần uống nước, phần mua đồ chơi. Nên khi thua sạch thì tiền đâu để mua đồ chơi để chơi tiếp với đám bạn. Câu thiên hạ nói y chang, bần cùng sinh đạo tặc. Bí tiền mua đồ chơi quá, mà xin tiền thêm dễ gì ở nhà cho. Để có tiền nên đêm nọ khi con trăng hạ tuần leo lét trên bầu trời, tôi rủ rê thằng Thành làm chuyện đồng trời vô cùng. Bà Mười nằm bệnh gần chục ngày, bà Hai đồ chay là chị em cùng xóm ghé qua thăm. Không biết hai bà bàn bạc với nhau điều gì mà sáng hôm sau, Thím Năm con dâu của bà Mười qua nhà ông Tư Tỉnh. Ông chuyên mua ve chai lông gà lông vịt. Tỉnh nước mắm ông cũng mua luôn. Khi tỉnh nhiều gần đủ xe cam nhông, ông Tư bán lại cho các chành ve chai lớn khác để họ bán cho các lò nước mắm ngoài Phan Thiết tận dụng lại. Tỉnh còn nắp, giá mua cay hơn tỉnh không nắp. Để mua một cái tỉnh nước mắm đã xài rồi, Thím Năm đem về rửa sạch sẽ, đem ra gần bàn ông Thiên, úp xuống cái cọc do chú Năm đóng sẵn. Chiều đến, bà Hai đồ chay mời một ông thầy ở một chùa nào đó vùng chợ Cây Thị đến làm phép. Nghe bà Hai nói cái tỉnh này dùng để trấn ếm vong nào đó đang làm bà Mười bị bệnh, thời gian làm phép phải nửa tuần trăng mới linh nghiệm. Vậy mà cái tỉnh nước mắm không cánh mà bay mất tiêu sau vài ngày làm phép. Thím Năm lo âu, sợ mất cái tỉnh kia bà Mười khó hết bệnh. Bà Hai đồ chay thì rủa xả cái quân nào bất nhân thỉnh mất cái tỉnh kia. Rình cái tỉnh qua bán cho ông Tư được 2 đồng, tôi được 1 đồng, thằng Thành 1 đồng. Vậy là có tiền để mua đồ chơi. Tuy vậy khi mua cái tỉnh, ông Tư cứ ngắm nghía lật tới lật lui, làm như cái tỉnh này quen mắt với ông lắm, vì ông hỏi: cái tỉnh này ở đâu bay có, sao giống cái tỉnh tao bán cho cô Năm dâu bà Mười lắm nghe. Điếng hồn khi bị ông Tư điểm huyệt, hai đứa cố giữ vững lập trường. Tôi nói: nhà con mua lâu rồi ông Tư ơi, nay hết nước mắm nên má con cho đem bán. Chắc thấy đôi co với hai thằng nhóc chẳng ăn thua gì, ông Tư rút 2 đồng trả cho xong. Ông Tư đem cái tỉnh nọ ra úp chung lên đống tỉnh ông để bên hông nhà. Mất cái tỉnh đang làm phép, Thím Năm buồn lắm. Thím qua nhờ bà Hai đồ chay mời thầy về làm phép lại khi thím mua cái tỉnh khác. Thím Năm đứng bên hông nhà ông Tư để lựa cái tỉnh nào đẹp như cái tỉnh hôm rồi. Tự nhiên như có thần linh xui khiến, thím bóc trúng ngay chốc cái tỉnh mà ông Tư mua của hai thằng tôi bán cho ông. Thím Năm cầm trên tay xăm soi cái tỉnh, chợt thím thấy dấu vết nhà sư làm phép còn lưu lại trên hông cái tỉnh. Thím vô nhà hỏi ông Tư liền: ông Tư, cái tỉnh này hôm rồi con mua của ông nè, đang làm phép cho má chồng con mà đứa nào nó thỉnh mất tiêu, con nhìn được là nhờ dấu phép đây nè. Đến phiên ông Tư: chàng ơi, thằng Phương với thằng Thành bán cho tôi đó cô Năm. Tôi nghi hỏi tụi nó rồi, vậy mà tụi nó cứ một hai là của nhà nó. Thím coi quá lắm không? Khỏi nói các bạn cũng biết đoàn kết câu chuyện ra sao rồi. Nhưng để tôi kể luôn cho tròn câu chuyện. Thím Năm bỏ ra 2 đồng chuộc lại cái tỉnh đang làm phép. Chiều đó Thím Năm ghé nhà hai thằng tôi mét. Ba tôi với ông Chính giận run. Thế là hai cây roi mây tha hồ liếm đít hai tên trộm đâu thấy tía luôn. Mấy đứa bạn trong xóm biết chuyện này, tụi nó súng lại ghẹo hai đứa tôi thiếu điều muốn đồn thổ. Hai đứa được gia đình dắt qua nhà để xin lỗi bà Mười và Thím Năm. Bà Mười gặp hai ông thần nước mặn, bà liền nói: chàng ơi, bày hôm nay dám hái luôn cái tiệm làm phép của bà nữa hả? Thiệt quá lắm rồi. Mời mốt cấm tiệc không cho qua vườn tao chơi nữa. Hai đứa tôi cúi mặt trong lòng rất hối hận. Tay lỡ nhúng chàm thì tiếng xấu sẽ theo mình muôn đời. Qua lần đó về sau, tụi tôi không còn dám tái phạm và quyết tâm học hành để trở thành người tốt sau này.
Bà Mười tuy hăm he tụi tôi mẻ răng, nhưng rồi bà cũng để cho qua vườn nhà bà chơi với chúng bạn. Qua đó tôi thấy lòng vị tha của bà Mười to lớn vô cùng. Mấy chục năm dài đăng đẳng trôi qua, vậy mà câu chuyện cái tỉnh nước mắm làm phép, nó thỉnh thoảng vẫn len lén đưa tôi quay về bến mộng ngày xưa. Viết xong chiều mưa, 6 tháng 8 năm 2020.